con xin kính chào quý các anh chị. Con chúc quý các anh chị có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe. Quý các anh chị ơi, hôm nay thì con đi mua bột đá nhá. Con mua bột đá để mà làm nhà cho gia đình bác gái bị mù. Quý các anh chị ơi, bây giờ thì con cũng đã gọi được một xe bột đá ra đây rồi nhá. Thì là anh chở bột đá sẽ lại đi chở bột đá và đi chở gạch ra. Thì bây giờ thì con sẽ lại đi vào trong nhà của bác Dế để mà tìm mấy anh em, mấy chú để mà ra hộ hạ cái gạch nhá. Quý các anh chị ạ, một tí thì xe sẽ lại chở gạch ra nhá quý các bác ạ. Con với đôi thợ thì cũng đã tính ra số vật liệu là sẽ mua 15 khối bột đá và 2.000 viên gạch trước làm xong, nếu không đủ thì sẽ mua thêm ạ. Quý các anh chị ơi, con thì cũng đã mua được bột đá nhé. Trước mắt thì con sẽ mua 15 khối bột đá và 2.000 viên gạch. Còn phát sinh như thế nào thì con sẽ mua sau ạ. Thì, cái xi măng thì con đã mua để ở đây rồi ạ. Xi măng mấy tấn đấy? Xi măng là mua 120 bao. Xi măng là mua 120 bao. Còn cái bột đá thì sẽ mua 15 khối trước. Thì cũng có anh bí thư ở trong xóm thì cũng là bác, cũng là con của bác Dế, bác bị mù á. Thì cũng hỗ trợ con rất là nhiều trong cái việc mua vật liệu nhá. Vì các anh chị. Bác ơi, lúc nãy con cũng đã gọi được một xe bột đá ra đây nhá. Thì một tí buổi chiều thì bác giúp con đi nhờ
mọi người, các chú, các cô, anh chị ở trong cái xóm này á ra để mà giúp mình vận chuyển cái bột đá vào đây nhá, để ngày mai mình vận chuyển để đội thợ ra thì mình mới làm được nhá. Thì bây giờ thì con sẽ đi về để mà xem anh chở gạch nữa, nên là con đi, xong là một tí chiều thì bác giúp con nhờ cô bác để ra đây mà mình vận chuyển cái bột đá nhá. Ngày mai là mình sẽ bắt đầu làm nhà nhá. Vâng, thế con chào bác nhá. Quý các bác anh chị ơi, hôm nay thì con cũng đã mua được bột đá nhá. Thì con cũng đã nói với bác dế rồi, thì bác sẽ đi nhờ bà con, tất cả mọi người ra để mà vận chuyển bột đá nhá. Thì bây giờ thì con sẽ đi về ạ. Thì con xin chào tất cả quý các bác anh chị mọi người. Xin hẹn mọi người trong cái video tiếp theo của con. Xin chào tất cả mọi người nhá. Con rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi cái video này của con ạ. Con xin chào mọi người.